Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin cập nhật mảnh ghép cuộc sống. Trong bản tin lúc 8 giờ 50 phút ngày 23 tháng 9, quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại thành phố Bà Rịa, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình phần quà nghĩa tình chia sẻ khó khăn giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Tại chương trình phần quà nghĩa tình, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng 500 phần quà trị giá 500.000 đồng một phần, gồm gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Chi phí quà tặng do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình 20.000 phần quà nghĩa tình do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại các tỉnh thành phố. Qua đó, góp sức cùng chính quyền và nhân dân các địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.